Rồi, xin chào tất cả em sinh lớp 10 và với phụ huynh. Như vậy thì trong một clip trước ở cái bài 19, tiết 1, 2 và tiết 3, thì tiết 3 thầy đã quay xong cho em 3 bài đúng không? Từ 7.1 cho tới 7.3 rồi. Và trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở từ bài 7.4 cho tới 7.6 em nha. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu đi sang ở cái bài 7.4 em. Nhìn đây em. Trong mặt phẳng tọa độ cho tam giác ABC, đại khái chúng ta cứ vẽ tam giác ra đi. Cái loại này mà chúng ta không vẽ tam giác ra khó hiểu nghe. Nha. Lập phương trình đường cao kể từ A. Phương trình kể đường cao kể từ A đây. Đúng không? Ví dụ như đây là AH đây. Để mà viết một cái phương trình cái đường thẳng đi qua A. À, đường cao nghĩa là vuông góc với BC thì chứng tỏ nó sẽ nhận BC trở thành làm vectơ gì đây em? Vuông góc này, các em thấy vuông góc không? Đây là đường thẳng này. Đường thẳng đi qua điểm A thì điểm A chúng ta ở đây có tọa độ là 1 2 rồi. Như vậy thì nó sẽ nhận cái vectơ BC trở thành vectơ phát tuyến. Chứng tỏ giả sử như ở đây là cái đường thẳng delta, nó sẽ đi qua điểm A có tọa độ ở đây là 1 2 và đồng thời nó nhận vectơ BC trở thành là vectơ phát tuyến đúng không? Đây chính là vectơ pháp tuyến em nha, vectơ pháp tuyến. Nhưng mà có vectơ pháp tuyến và vectơ và điểm A thì chúng ta sẽ viết được cái phương trình tổng quát của nó. Cái này rất là dễ. Như vậy thì BC thì các em lấy C trừ B trừ 2 trừ 3 này, các em thấy không? Trừ 2 trừ 3 thì trở thành là trừ 5. Các em lấy trừ 1 trừ 0, trừ 1 trừ 0 thì trở thành là trừ 1. Như vậy đã có điểm và có vectơ pháp tuyến thì chúng ta sẽ viết ra phương trình tổng quát. Như vậy thì cái phương trình của nó là vectơ pháp tuyến là âm 5 nhân cho x trừ x0. Như vậy x trừ ở đây cho 1 cộng cộng nhưng mà đây là trừ, trừ 1. Như vậy đây là trừ 1, y trừ y0 là y trừ 2 sẽ bằng 0. Như vậy từ đây chúng ta tương đương là trừ 5 x trừ y trừ thành cộng 5 trừ y trừ trừ thành cộng 2 sẽ bằng 0. Như vậy từ đây chúng ta tương đương là trừ 5 x trừ y 5 cộng 2 là bằng 7 bằng 0. Như vậy chúng ta nhân hai vế với âm 1. Còn không em để như này cũng được, không sai. Một số bạn tới đây dừng cũng được, để cho nó đẹp hơn, nghĩa là x ở đây nó không có âm thì chúng ta nhân hai vế này cho âm 1. Như vậy tất cả cái này đều nhân cho âm 1 thì ra được là 5x cộng y trừ 7 bằng 0. Nhân cho âm 1 hay nói cách khác là tất cả cái dấu này đều đổi cho thầy. Cái em hiểu là thì để như này thì nó đẹp hơn này. Đó, ở đây không có âm. Và một số bạn đừng hỏi thầy tại sao ở trên đây nó âm mà dưới này không có âm nha. Nghĩa là chúng ta sẽ nhân cho hai vế cho âm 1 là xong. Câu A. Hiểu chưa? Đó xong rồi đó. Ok nha nào. Ta đi sang ở câu B. Câu B là gì đây em? Lập phương trình đường trung tuyến kể từ B. Đường trung tuyến kể từ B ví dụ trung tuyến là đường đi qua trung điểm. Ví dụ giả sử đây là điểm M đi, chứng tỏ M này sẽ là trung điểm của AC. Như vậy cái tọa độ của XM và YM, nghĩa là tọa độ của điểm M ấy, có phải ở đây sẽ bằng là gì? XA cộng XC chia 2. Còn ở đây là YA cộng YC chia mấy? Chia 2. Trung điểm thì chúng ta chia 2. Còn nhớ là trọng tâm. Nếu như mà G là trọng tâm hay là một cái điểm nào đó là trọng tâm của tam giác thì chúng ta sẽ lấy là ba cái hoành nó chia 3 và ba cái tung nó chia 3. Nhưng mà ở đây trung điểm là chia 2 thôi. Khi đó chúng ta sẽ có điểm B, chúng ta có tọa độ là 30 rồi, đúng không? 30 rồi. Và đồng thời là gì? Ở đây chúng ta đã xác định được tọa độ của điểm M ở đây. Như vậy để lập phương trình đường trung tuyến thì nó đã đi qua hai điểm này. Đi qua hai điểm này, một là chúng ta người ta không nói gì thì chúng ta có khả năng là lập cái phương trình tham số cũng được, hoặc là chúng ta lập phương trình tổng quát cũng được. Các em hiểu nè. Ở đây người ta yêu cầu thì theo thầy thì chúng ta nên lập phương trình tham số. Lập phương trình tham số nha. Như vậy đầu bước đầu tiên chúng ta sẽ đi tính cái tọa độ của điểm M. XM và YM. Như vậy XM ở đây bằng XA cộng XC chia 2. Ở đây là thầy giải rất chi tiết nên là chúng ta nhìn vô là chắc chắn là sẽ hiểu à. XA cộng XC. Rồi, bây giờ này. A chúng ta là hoành nó là 1, C đây là âm 2. Như vậy nghĩa là các em lấy 1 cộng ở đây cho âm 2 chia cho 2. Như vậy thì 1 cộng âm 2 là bằng âm 1. Như vậy đây là âm 1/2 này. YA
2 ở đây cộng cho 1, như vậy 2 cộng cho âm 1 chia 2 thì kết quả đây bằng 1/2. Như vậy điểm M của chúng ta sẽ có tọa độ là âm 1/2 với lại là 1/2. Xong, cái điểm B của chúng ta sẽ có tọa độ đó chính là 3, 0. Như vậy thì nó sẽ nhận cái vector BM, đúng không? Nó sẽ nhận cái vector BM làm vector chỉ phương. Nhớ nha, vector chỉ phương này, vector chỉ phương này, đó chính là vector BM. Như vậy thì ở đây em lấy 3, lấy M, BM thì em lấy M trừ trừ cho B, em lấy âm 1/2 trừ 3. Em hiểu nào? Em lấy âm 1/2 trừ cho 3. Đó, kết quả đi bằng âm 7/2. Lấy 1/2 trừ 0 thì ở đây 1/2. Và chúng ta sẽ chọn cái điểm B có tọa độ 3, 0 để chúng ta viết phương trình tham số. Các em có thể chọn cái tọa độ của cái anh M này hoặc là điểm B này cũng được, tại vì phương trình đường thẳng nó đi qua hai điểm mà. Các em có thể chọn điểm này hoặc điểm này cũng được, đều đúng các em nha. Như vậy thì phương trình tham số của nó là x bằng, ở đây y bằng. Như vậy x bằng ở đây á là cái điểm của chúng ta là 3, x0 này trừ cho 7/2t, đúng không? Và ở đây 0 thì thôi. Và đây là 1/2t. Nếu em chọn nó là gì em? Nếu em chọn nó là điểm B. Còn nếu điểm M thì nó chỗ đây nó sẽ là âm 1/2, âm 1/2 trừ cho 7/2t, còn ở đây là 1/2 cộng cho 1/2t, thì tùy em muốn chọn điểm nào cũng được nha. Đây em cứ vẽ tam giác ra là tất cả các câu đều ta đều giải quyết được hết á. Câu A em. Câu B. Về phần lời giải chi tiết này, ở đây các em rõ như nè, ta muốn ghi chép bấm dừng video lại nha. Ở chỗ đây thầy sẽ giải thích chỗ đây tại sao nó lại ra chỗ đây nhá. Nghĩa là vector pháp tuyến ta là BM thì giống như nãy thầy đã tính, đúng không? Nhưng ở đây người ta muốn cho nó chẵn, thì ở đây các em nhân 2 vô thì nó ra được, là nghĩa là triệt tiêu ở số 2 ở đây nó vẫn đúng em nhá. Nghĩa là chúng ta viết như của thầy đây vẫn đúng nè, cách này vẫn đúng. Còn không á là trong này thì thầy đã triệt tiêu số 2 bằng cách nhân 2u, thì chúng ta đã nhớ rồi à, nhớ cách mà nhân hệ số k anh em, vector chỉ phương. Rồi ta sẽ đi sang bài tiếp theo. Ta đi sang bài 7.5 nha. Nhìn đây anh em à. Phương trình đoạn trắng của đường thẳng chứng minh rằng đường thẳng đi qua hai cái điểm A có tọa độ là A0, B có tọa độ là 0B với AB khác 0 có phương trình là. Thì phương trình đường thẳng thì đi qua hai điểm thì ta biết rồi. Như vậy thì đầu tiên nó sẽ nhận cái vector chỉ phương AB, đây chỉ phương này. Thì em sẽ lấy B trừ A. Lấy B trừ A là lấy 0 trừ A là bằng trừ A này. Lấy B trừ cho 0 là bằng B này. Vector chỉ phương. Từ vector chỉ phương này chúng ta suy ra vector pháp tuyến của AB, đúng không? Như vậy thì B thì ảnh xuống đây là B, A thêm cho trừ nữa, trừ và trừ thì thành chỗ đây là A. Và chúng ta sẽ chọn thành cái điểm A là A0 để em đi qua, để em ta viết nha. Như vậy thì theo cái phương trình tổng quát ta là có là B có x trừ ở đây cho A, có đúng không? Đúng chưa? Cộng vector pháp tuyến này là A nhân cho y trừ để cho 0 bằng 0. Em có hiểu chỗ này không? Hiểu đúng không? Như vậy người ta nhân vô cứ nhân vô, lấy B nhân x là BX trừ cho BA cộng AY 0 rồi đúng không? Bằng 0. Nhờ như vậy từ đây chúng ta tương đương BX cộng AY, ta chuyển cái này về bên đây đổi dấu thầy trở thành là AB đi, đúng chưa? Như vậy bây giờ chúng ta sẽ chia hai vế cho AB, chia hai vế cho AB. Như vậy từ đây chúng ta tương đương là BX chia cho AB cộng AY chia cho AB và bằng AB chia AB, đúng không? Như vậy thì B với B này trực tiêu, như vậy nó còn là x phần phần A
A với A trực tiêu trở thành là y phần B và kết quả đây sẽ bằng bằng 1, điều phải chứng minh sau. Đây chính là người ta gọi là phương trình đoạn chắn. Sau khi chúng ta đã chứng minh xong thì chúng ta sử dụng công thức này luôn. Nha, thầy lấy ví dụ. Ví dụ người ta cho cái điểm điểm A của chúng ta ở đây sẽ có tọa độ là 20 đi. Và cái điểm B chúng ta có tọa độ là 03 đi. Ha? Thì khi đó đây chính là tương ứng, đây là A này và đây chính là B này, ta thế vào ở đây thì chúng ta không cần phải làm gì cả, thì nó thuộc phương trình đoạn chắn thì nó sẽ là x phần gì, x phần 2 cộng cho y phần phần 3, ở đây sẽ bằng 1 đó. Thì lấy một ví dụ như vậy bên ngoài sách cho các em dễ hiểu. Không, ví dụ như A chúng ta có tọa độ là 20, B tọa độ là 03, thì A chúng ta tương ứng ở đây là 2 và B chúng ta là tương ứng nó tung ở đây là 3 này, thế vào chỗ này AB này. Hiểu chưa, hiểu chưa, hiểu chưa? Đó rất là đơn giản, dễ hiểu, dễ sử dụng. Rồi, các em muốn lời giải chi tiết thì đây có sẵn. Nên là thầy phải làm như thế này. Chữ của thầy, thầy bữa nay thì hạn chế ghi bằng chữ em, mà thầy sẽ nói nhiều hơn và suy luận, nói cho em hiểu. Còn viết thì trên đây đã có sẵn rồi. Quan trọng là người ta cảm nhận được cái lời giảng của thầy để chúng ta hiểu và làm được chưa nào. Chứ còn cái việc mà ghi chép mà các em không hiểu thì cũng như không mà các em. Thầy nghĩ thế. Các em cứ ghi cho cố vào cả vài trang giấy, các em cái đầu em nó trống rỗng thì nó giống như cái quả nho khô là coi như là hỏng ấy. Hiểu chưa? Quan trọng là người ta tự đọc đề rồi các em tự làm. Tự làm trong sách giáo khoa, sách bài tập các kiểu, các em tự làm trước được cái nghĩa là kiến thức cơ bản người ta là nắm được hết rồi. Từ đó các em sẽ mua sách chuyên đề rồi nâng cao đồ lên đồ làm ha. Tại vì đây là cái bộ sách vô cùng mới nên là thầy nghĩ cái sách nâng cao nó cũng rất là ít, hạn chế em, người ta chưa xuất bản kịp. Nó phải qua sau một năm ổn định thì đầu sách của nó phong phú và nhiều em. Hiểu chưa nào? Ta đi sang câu cuối cùng. Rồi, ta sẽ đi sang bài cuối cùng là bài 7.6. Theo Google Map, cái Google Map này là một cái phần mềm thầy thấy nó rất là hay. Phần mềm này chỉ đường cái vị trí rất là hay. Ví dụ thầy đi vào Sài Gòn hoặc một số tỉnh thành thì trên xe ô tô hoặc là trên điện thoại thì thầy sẽ bật Google Map lên, nói cái địa chỉ của chúng ta đang cần đến thì nó sẽ chỉ đường cho các em. Đúng không? Và thường á, thầy thấy quan sát thì trên Google Map này nó sẽ lựa chọn những cái tuyến đường. Thứ nhất á, là nó sẽ né cái khu dân cư. Cái thứ hai là ngắn nhất để cho chúng ta đi để cho nó chính xác nha. Sân bay Nội Bài có vĩ độ là 21,2 độ Bắc, kinh độ 105,8 độ Đông. Sân bay Đà Nẵng có vĩ độ kinh độ rồi. Một máy bay từ sân bay Nội Bài đến sân bay Đà Nẵng, nghĩa là từ Nội Bài thì ở Hà Nội đúng không? Thầy thì chưa đi Hà Nội lần nào em. Đã nói như Đà Nẵng thầy cũng chưa đi. Muốn nhưng mà không có điều kiện là đi em. Tại thời điểm T giờ tính từ lúc xuất phát, máy bay ở vị trí có vĩ độ x độ Bắc, ở đây là x độ Bắc và y độ Đông ha, x Bắc y Đông nha, tính theo công thức. Em lật sách ra phía bên đây này, nhớ đây là x Bắc, x thì Bắc nha, y Đông. Để đây cho nó dễ nhớ. Rồi, đây là T là thời gian. Tiếp tục nè. Đây giống như phương trình tham số đúng không? Đây là hai cái điểm này. Đây là hai cái tọa độ gì? Đây là tọa độ của vector chỉ phương này. Đây là điểm này. Hỏi chuyến bay từ Hà Nội đến Đà Nẵng mất mấy giờ? Nghĩa là chúng ta phải đi tính T. Mất mấy giờ thì chúng ta phải đi đi tính T. Hiểu không? Như vậy để tính T á, để tính T ở trong này nó có 3 ẩn này, 1, 2, 3, 7. Để tính T thì bắt buộc chúng ta phải biết x bằng và y bằng. Mà x là độ Bắc, y là độ Đông. Bây giờ chúng ta sẽ lấy x, y này ở sân bay Đông, sân bay Đà Nẵng. Đúng không? Chúng ta lật sách lại giùm thầy ở phía bên đây. Chúng ta xem này. Sân bay Đà Nẵng thì có 16,1 là Bắc này. Và kinh độ Đông là 108,2 độ Đông. Như vậy nghĩa là gì? Nghĩa là x của chúng ta là bằng bao nhiêu? X của chúng ta ở đây sẽ bằng là 16,1 độ đúng không? Độ Bắc. Và Đông ta là 108,2 độ Đông. Chúng ta thế vào đây
Thì khi đó cái phương trình này nó ra được là 16,1 bằng 21,2 trừ cho 15, 153 phần 40 t. Và đây sẽ là gì? 108,2 bằng 105,8 cộng 9 phần 5 t. Chúng ta giải hệ phương trình này để tìm ra t tương đương này. Ở đây chúng ta chuyển này qua đổi dấu, hoặc là chuyển này qua bên đây và chuyển này qua lại. Như vậy thì nó ra được là 153,40 t sẽ bằng 21,2 trừ cho 16,1. Tương tự như vậy, giữ cái này lại, chuyển này qua bên đây. Như vậy thì 9 phần 5 t 108,2 trừ cho 105,8. Từ đây chúng ta suy ra t bằng. Rồi, giải một cái này. Chắc chắn hai đấy t giống nhau rồi đấy. Bây giờ chúng ta lấy là 21,2. Đây, 21,2 này trừ cho 16,1 bằng, em chia cho 153 phần 40. Đây, t sẽ bằng 4/3. Giải cả hai cái đều t bằng 4/3 hết các em nha. Giờ như vậy thì từ máy bay từ Hà Nội, Nội Bài đấy, đi Đà Nẵng, Đà Nẵng thì nó sẽ mất hết là mất hết cái thời gian t chúng ta là bằng 4/3 giờ, hơn 1 tiếng đồng hồ ha. Đó, xong câu A đi. Được chưa? Ok, tiếp tục. Xong câu A ha. Ta đi sang ở cái câu B game. Gì ở đây này, tại thời điểm 1 giờ, nghĩa là t bằng mấy? T bằng 1. Cỡ từ lúc có cánh máy bay đã bay ra vị tiếng 17, nghĩa là vị tiếng 17, nghĩa là 17 độ bắc chưa? Thì t bằng 1 mà x ở đây là bắc, thì chứng tỏ chúng ta thế t bằng 1 vô đây để chúng ta tính cái chỗ bắc. X ta bằng 21,2 trừ 15,3 bằng 40 nhân ở đây cho 1 bằng. Ta tính cái bắc thôi. Không cần phải tính cái y là đông đâu. Đúng không? Nhưng mà các em lấy 21,2 trừ cho 40, đây là 40. Chúng ta trừ cho 153 phần 40. Đây. 17 độ 37 375. Đúng chưa nào? 17,375. Chứng tỏ nó có cánh 1 giờ thì máy bay đã bay qua vị tiếng 17 rồi. Tại vì nó đây nó thừa ra 0,375 mà. Chứng tỏ là nó đã bay qua, đã bay qua vị tiếng 17 nha, vị tiếng 17. Ok, xong rồi. Ok, chỗ này là gì? Chỗ này là hồi nãy thầy giải thích rồi đấy nha. Đây chính là tọa độ bắc và đông của Đà Nẵng này, x với y. Ghi chép thì bấm dừng video lại nha. Người ta giải 1 và 2 nó đều ra t bằng 4/3. Như vậy t bằng 4/3 là nghiệm. Khi đó chúng ta kết luận. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài 20. Chúc cho em học tốt. Bye bye nha. Trong quá trình học thì em nhớ like, comment tích cực và chia sẻ bài giảng giúp thầy. Mình ta đọc thầy cái mục em có biết giùm thầy đấy. Đây. Cái mục em có biết giùm thầy nè. Đây nghe. Khá là hay nha. Rồi, bye bye các em nha. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh